Hello, xin chào mừng quý anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân đang đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Mỹ Hạnh, Đức Hòa, Long An. Gặp lại quý anh chị trong lòng Biển Xanh rất là vui. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư ngày mới nhiều sức khỏe, thành công và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đặc biệt thì Biển Xanh xin kính chúc tất cả các nhà đầu tư cá nhân là luôn luôn là buôn may bán đắt, đầu tư đâu thì thắng đó. Và hôm nay thì Biển Xanh vẫn đang là tiếp tục có mặt trong khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới tọa lạc tại mặt tiền đường tỉnh lộ 9, xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách địa phận của xã Xuân Thới Sơn của huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là 8 km và cách trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành là khoảng 35 km quý anh chị nhé. Và cái khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh này, nó là một cái nơi du lịch sinh thái đầu tiên và duy nhất tại phía Tây Bắc Sài Gòn. Trong đây thì có rất là nhiều các công viên lớn nhỏ và điểm nhấn mạnh nhất đó chính là công viên 7 kỳ quan thế giới cùng với hai cái hồ sinh thái rất là lớn, rộng 15 hecta và 23 hecta. Chính vì thế mà nó làm cho cái nơi này không khí quanh năm dịu mát giống như là đang ở trên Đà Lạt vậy đó quý anh chị. Không khói bụi, không ồn ào, không kẹt xe và không ngập nước. Và cái vị trí Biển Xanh đang đứng ngày hôm nay chính là một vị trí trung tâm của dự án quý anh chị nhé. Phía trước mặt mình chính là kênh du lịch sông Trăng. Mình quẹo tay phải là đi sang được công viên 7 kỳ quan thế giới và quẹo tay trái là mình đi ra được cổng chính. Còn hướng ngược lại bên đây thì cũng chính là cái công viên Hoa Sen và bên kia thì chính là trục chính TC1 và con đường kết nối đi từ cổng chính đi sang công viên 7 kỳ quan luôn. Phía bên đó thì chính là cái hồ sinh thái 15 hectare quý anh chị nhé. Và vị trí này chính là vị trí trung tâm, mình quẹo tay phải thì sẽ đi ra được cái quỹ đất để mà xây chợ và trung tâm thương mại. Và cái vị trí hôm nay Biển Xanh giới thiệu đó chính là một căn nhà một trệt một lầu đúc thật quý anh chị nhé, hướng đông, nắng sáng mát chiều. Căn nhà này vừa mới xây dựng xong rất là đẹp mắt, như trên màn hình quý anh chị mình thấy mẫu mới năm 2020, một trệt một lầu đúc thật và diện tích là 4x12 quý anh chị nhé. Hướng đông nữa cho nên nó rất là mát, nắng sáng mát chiều, nằm ở vị trí trung tâm, khu vực vô cùng là đông đúc, nhà đã ở và dân cư rất là đông. Vị trí khá là đắc địa, thoáng mát, đường to quý anh chị nhé. Đường trước nhà là đường nhựa 8m. Và đây chính là phía bên ngoài của căn nhà. Phía bên ngoài thì chủ nhà cũng rất là cẩn thận và làm cho chúng ta cổng sắt, rồi đèn ở ngoài cổng cũng gắn đèn cho chúng ta. Xin mời quý anh chị, quý nhà đầu tư mình di chuyển vào phía bên trong để khám phá căn nhà vừa mới xây dựng xong này quý anh chị nhé. Và căn này thì có giá chỉ có 1 tỷ 350 triệu, là bao sang tên công chứng, đóng thuế phí các kiểu cho chúng ta, nhà sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng, vừa mới xây dựng xong quý anh chị, nhà mới xây rất là đẹp, còn thơm mùi vôi vữa. Phía trước chính là một khoảng sân cho chúng ta để xe, khoảng sân này là khoảng 2m. Và mặt tiền phía trước của căn nhà chính là cửa kính cường lực 4 cánh. Bên hông chúng ta có một cái cửa sổ ở chỗ cầu thang mở ra để cho căn nhà nó trở nên thoáng hơn quý anh chị nhé. Nhà khá là đẹp và giá này thì cũng rất là vừa túi tiền. Phía trước là khu vực của phòng khách. Sàn là sàn giả gỗ gạch bóng kiếng 3D rất là đẹp. Một trệt một lầu đúc thật quý anh chị và giá cũng rất là vừa túi tiền, sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng. Và những cái đường điện để chúng ta gắn wifi cáp là cũng có để sẵn hết cho chúng ta rồi, điện nước đầy đủ. Mình mua căn này là chỉ việc dọn vào ở ngay quý anh chị nhé. Tiếp tục mình di chuyển vào phía bên trong là khu vực của phòng bếp. Những cái tủ bếp cũng đã gắn cho chúng ta luôn rồi. Và nước trong khu này thì hoàn toàn là nước máy. Căn này quý anh chị mình mua là chỉ việc xách vali lên dọn vào là ở ngay. Đây, khu vực này có thể chúng ta để là làm giếng trời, cho cái lấy ánh sáng từ bên ngoài vào cho căn nhà nó trở nên là sáng sủa hơn. Và đây chính là nhà tắm và WC, vòi sen, cửa là cửa nhôm sinh pha. Và đã dán gạch men cho chúng ta lên gần như là hết tường, cho nên cái gian phòng tắm cũng rất là sạch sẽ quý anh chị nhé. 4x12 và căn này nó là hướng đông, rất là phù hợp với túi tiền cho chúng ta, có thể mua dọn vào là ở ngay, bao sang tên công chứng, đóng thuế phí các kiểu. Ở chỗ này thì chúng ta có một cái kho nữa, cái kho nó tận dụng cái chân của cầu thang cho chúng ta bỏ đồ đó quý anh chị. Và chúng ta cùng tiếp tục di chuyển lên khu vực trên lầu 1 để tham quan tiếp quý anh chị nhé. Và cái hệ thống tay vịn cầu thang thì thay bằng
tay vịn gỗ thì anh chủ này đã thay bằng khung sắt cho chúng ta. Và mặt cầu thang thiết kế những cái khoảng cách bậc cầu thang đi lên theo độ dốc chúng ta bước cũng rất là dễ dàng. Căn này là 1.350.000.000 của anh chị nhé. Nhà vừa mới xây dựng xong, thiết kế khá là chuẩn theo thiết kế mẫu mới 2020. Sàn là sàn giả gỗ bóng kiếng 3D rất là đẹp. Và trên lầu thì chúng ta có được một WC riêng trong căn phòng ngủ này. Và các bạn xem được video này của Biển Xanh khi con chân chư gì mà không nhấc máy ngay lên kết bạn Zalo, Viber, Skype hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Cửa là sử dụng cửa nhôm sinh pha hết quý anh chị, cửa nhôm sinh pha cao cấp. Hệ thống dây ống đồng máy lạnh cũng gắn cho chúng ta sẵn hết rồi, mình mua về là chỉ việc sử dụng ngay. Này mình có thể là kê làm cái bàn làm việc ở đây cũng được, hoặc là cho con của mình sau này nó chơi cũng được quý anh chị. Mỗi phòng đều có phòng ngủ, phòng nhà vệ sinh, phòng tắm riêng quý anh chị nhé. Hệ thống vòi sen là cũng gắn cho chúng ta hết rồi. Bể rửa mặt, lavabo, gương kính là có sẵn, điện nước đầy đủ. Toàn bộ cửa là sử dụng cửa nhôm sinh pha cao cấp. Phía bên ngoài là khu vực của giếng trời. Căn nhà này mình mua được đó quý anh chị, vừa túi tiền và nó nằm ở cái khu vực đó chính là vị trí trung tâm. Ra ngoài ban công rất là mát quý anh chị nhé. Đây. Một trệt một lầu đúc thật, diện tích là 4x12. Ra đây là mình nhìn sang bên kia thì chính là kênh du lịch sông Trăng, hướng ngược lại thì chính là nhìn ra công viên hoa sen và bên kia là trục chính hồ sinh thái 15 hecta. Khu vực này nhà cửa dân sinh rất là đông đúc. Và cái vị trí của căn nhà này thì nó khá là thoáng đẹp và lại là hướng đông nữa, cho nên chúng ta ở sẽ rất là mát, nắng sáng mát chiều. Quý anh chị nào xem được video này của Biển Xanh thấy phù hợp với quỹ tài chính của mình và phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy ngay lên kết bạn Zalo, Viber, Skype hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi để quý anh chị mình có thể sở hữu ngay một căn nhà để an cư lập nghiệp hoặc là đầu tư sinh lời. Ông bà ta thì thường có câu an cư thì mới lập nghiệp, tâm có an, có nơi ăn trốn ở tốt thì sự nghiệp mới phát triển tốt. Bởi vì vậy mỗi con người chúng ta sinh ra, lớn lên và trưởng thành thì đều cần phải có cho riêng mình một bất động sản, một căn nhà riêng để cho vợ, cho con của chúng ta ở. Và cái giá này nó cũng vô cùng là vừa túi tiền với quý anh nhiều, quý anh chị em hiện nay. 1.350.000.000 là bao sang tên công chứng, đóng thuế phí các kiểu quý anh chị nhé. Chọn gói chỉ có 1.350.000.000, không phát sinh bất cứ một chi phí nào nữa. Quý anh chị còn chần chừ gì mà không gói ngay cho Biển Xanh để Biển Xanh dẫn quý anh chị mình xem nhà và có thể sở hữu ngay căn nhà này. Con người thì luôn sinh ra đông đúc, còn đất thì vẫn đứng yên một chỗ. Ai cắm cờ trước chắc chắn rằng sẽ có lợi trong tương lai. Chắc chắn sẽ có một nhà đầu tư khác trả giá cao hơn để quý anh chị mình có thể thu về lợi nhuận. Và chúng ta mua trước, tìm hiểu trước thì mình sẽ sở hữu được những vị trí bất động sản đẹp và giá hời quý anh chị nhé. Người ta thì thường nói câu là trâu chậm thì uống nước đục. Khi mà mình đi tìm và mua những cái sản phẩm bất động sản sau thì thường là mình mua được những cái vị trí nó không còn đẹp nữa và mua những cái giá nó cao hơn, bởi vì mình đến sau, mình mua sau thì những cái vị trí đẹp thì người ta đã chọn hết rồi. Do đó mà quý anh chị và các bạn xem được video của Biển Xanh thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy ngay lên khi thấy cái vị trí này vô cùng là thông thoáng. Vị trí trung tâm nằm ngay trong khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, không khí vô cùng là thoáng đãng, trong lành và mát mẻ. Có khi là chúng ta vào đây sinh sống, an cư lập nghiệp, sức khỏe của chúng ta được cải thiện và mình còn trẻ ra được cả 10 tuổi đó quý anh chị nhé. Bởi vì cái không khí ở đây nó vô cùng là trong lành và mát mẻ. Và các cái tuyến đường bao bọc xung quanh đây thì cũng di chuyển rất là nhanh chóng, kết nối với nhau là đường nhựa, do đó quý anh chị mình di chuyển vô cùng là thuận lợi. Và đây là một cái vùng trọng điểm kinh tế kết nối giao thương giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây.
Do đó mà nơi đây đang trên đà phát triển vô cùng là mạnh mẽ. Tỷ lệ dân nhập cư hàng năm vào cái huyện Đức Hòa, Long An này lên một con số vô cùng là cao của cái tỉnh Long An quý anh chị nhé. Bây giờ chúng ta không mua cho tương lai của mình sau này, không mua cho con cháu của mình sau này thì nó sẽ lỡ đi mất cái cơ hội của chúng ta mua được những sản phẩm bất động sản giá rẻ. Bởi vì bất động sản thì nó không hề sinh ra hay nở rộng thêm, còn con người thì luôn luôn sinh ra. Do đó mà khi chúng ta không mua được sớm thì dần về sau đồng tiền mất giá, chúng ta sẽ phải mua những bất động sản giá cao và vị trí lại không được đẹp nữa quý anh chị nhé. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.